Hello mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay nhận hộp quà ngày thứ 12 rồi nè mọi người. Hộp quà ngày 12 này nhận được một bảng chỉ huy đồn cảnh sát. 12 ngày 17 giờ nữa mới nhận được hộp quà cuối cùng. Trong hộp này là một cái bánh sinh nhật để trang trí nhà hay sao đó mọi người. Ngày mai 13 tháng 4 bắt đầu từ 6:30 game sẽ cập nhật đại tiệc sinh nhật mừng Play Together 2 tuổi, chắc mọi người biết rồi ha. Trên trang fanpage đang có sự kiện cùng làm bánh kem mừng sinh nhật Play Together 2 tuổi, mọi người đã tham gia hết chưa nhỉ? Chung tay xây tháp bánh kem đặt mốc nhận quà thả ga, mốc 1 50.000 bánh, nhận về một sofa xanh hiện đại, mốc 2 100.000 bánh, nhận về áo nỉ lá phong, mốc 3 200.000 bánh, nhận về kính dâm hành tinh, mốc 4 350.000 bánh, nhận về mũ xô có miếng dán, mốc 5 500.000 bánh, nhận về giường thú cưng. Cách tham gia rất dễ với các nhiệm vụ đơn giản. Chỉ cần truy cập vào trang sự kiện sau đó đăng nhập tài khoản và điểm danh mỗi ngày để nhận phần quà đặc biệt và lượt làm bánh. Chúng ta có thể chia sẻ sự kiện và mời bạn bè để nhận thêm lượt làm bánh. Link sự kiện mình để dưới phần ghim bình luận cho mọi người cùng tham gia nha. Mình đã tham gia sự kiện rồi nè. Bạn nào chưa biết tham gia kiểu gì thì có thể coi trên video các bước mình đã tham gia sự kiện đây nha. Tổng số lượt làm bánh là 28.882 rồi kìa mọi người. Mọi người bấm link dưới phần bình luận tham gia sự kiện cho nhanh đạt mốc 500.000 để nhận nhiều phần quà hấp dẫn nha. Mình thấy mấy bạn chơi Obi Race trong nhà chơi khá là hay. Giờ mình sẽ vô nhà bạn này chơi Obi Race phiên bản đảo bầu trời cho mọi người xem nha. Phần giới thiệu ghi tên bạn này là Erin và bạn này là người Nhật nha mọi người. Rồi ok, mãi mới vô được nhà bạn Erin. Hiện tại nhà đang có hơn 50 khách nè mọi người. Đông người vô nhà bạn Erin nghe ước gì nhà mình đông khách vô như này. Mình thấy bạn Erin xây bát cua khá là cao và dài, cũng nhiều tầng giống trong Obi Race nè mọi người. Bảng xếp hạng toàn các chiến thần. Bạn top một chơi ăn gian rồi. Leo kiểu gì mà chỉ có một tích tắc. Nói chung là bảng xếp hạng này để trưng thôi mọi người. Rồi ok, giờ mình leo phá đảo Obi Race phiên bản đảo bầu trời cho mọi người xem nha. Let's go. Cứ leo từ từ bình tĩnh như mình thôi nha mọi người. Leo nhanh té phải đi lại từ đầu lại quạo. Không biết mình sẽ phá đảo trong bao nhiêu phút. Mọi người xem tiếp video để biết nha. We'll be right back.
cuối cùng cũng đến đích rồi nè mọi người. Mình leo 2 phút 45 giây là tới đích rồi. Obby Race phiên bản đảo bầu trời nhà bạn này cũng không khó lắm. Mọi người đã chơi Obby Race phiên bản đảo bầu trời như này chưa nhỉ? Bạn nào chưa chơi thì có thể vô nhà bạn này chơi thử nha. Công nhận bạn này xây hay ghê. Mình là mình chịu mấy cái xây bắt cua như này. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha.